Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay sáng sớm á, con có một cái bánh rất là ngon luôn nè. Đây, cái này là bánh bò nha. Cái này bánh chuối, bánh bèo. Cái này là bánh bèo luôn đúng không ta? Bánh bèo nhân. Bánh bèo nhân. Thì sáng sớm con với thím ba có mua cái mâm bánh này nè để bán cho bà con ăn sáng nha, cho mấy cô mấy chú. Mua bánh gì ba? Ba cái bánh bèo, ba cái năm ngàn. Cái này mình quên không có muối mè hả? Đó, không có lên muối mè vô nước cốt. Con bầu đâu? Bầu ở nhà nghỉ dưỡng này. Năm ngàn bánh bèo với 5 ngàn bánh chuối đi. 5 ngàn bánh bèo với 5 ngàn bánh chuối. Bánh này khỏi nước cốt nha ba. Rồi. Rồi, cảm ơn cô ba luôn nha. Đáng cái gì đó 5 ngàn. Cái bọc tuyệt rồi ta. Bà ba bánh chuối bánh bèo. Bánh gì cũng được. Đáng cho mò út đi. Mò út là bánh bèo với lại... Bánh chuối. 5 ngàn, cái 5 ngàn đó. Đi riêng hay đi chung hỏi mò út rồi kìa. Đi riêng hay đi chung út? Tại đi chung. Đi chung ha. Này. Ủa, bánh chuối gì cắm. Lộn bò. Con hàng này lẹ lẹ ta. Con hàng này nó mới giòn, mới. Lên. Cái bọc bự, không có bọc bự rồi. Bọc bự. Rồi đưa bên kia đi, lấy bên đây. Rồi. Cốt bỏ vô đó, chung cái hầm ha, bỏ ngoài lại bọc ngoài. Lên tới cho bà ba, đây đi. Nắm rồi đi, ta đi tạch. Rồi cảm ơn nha. Bà ba ăn bánh bèo cái bọc hết cái bọc nè. Bọc nhỏ không có đựng được không nè. Chứ ông sắp đi về xa. Dắt ở lấy trên bọc bự rồi. Ê một bọc bự nó hạt tới bịch này đủ ăn không? Chèn xèo cái nó. Bịch bánh bèo, cái này bánh bèo với bánh ấy phải không? Bèo với bánh chuối. Bánh bèo mình khỏi nước cốt cũng được. Nghe rồi cho con gửi luôn, con cảm ơn. Bánh bèo. Bà ba bánh gì vậy? 5 ngàn bánh bèo. Bà... cô ăn bánh gì cô? Bánh bèo. Bánh bèo này cũng bèo bánh mình. Bánh gì nè? Bèo không á. Bánh bèo này ba lấy bánh bèo nhỏ. Ồ lấy lỡ lấy bèo này đi. Lấy đi con. Chị bánh bèo này phải không? Ừ, bánh bèo đó cho chị đi. Tôi muốn thêm 5 ngàn bánh chuối nữa. Bánh chuối. Bánh đang không muốn mua mè gì. Ừ, bánh này không có đưa rồi. Quên đem mua mè rồi. Ừ, quên rồi. Bà nó mua 5 ngàn hay gì mới đưa. Nè, bán cho bà nè. Để bán hồi trước đi, đưa nó trước đi. Ừ, bánh bèo nè. Còn qua hồng rồi, cảm ơn nha. Sâu xuống. Bánh bèo, cái này đâu không phải. Bèo đó. Bánh bèo nào? Bèo nè. Chị bánh bèo này phải không? Ở dưới đây đưa tao đi. Vậy giờ đây lọ. Cái này 5 cái 5 ngàn. Rồi 5 cái 5 ngàn. Bánh này với bánh này. Bán thôi. Bánh ngon lắm. 5 ngàn 5 ngàn à. Vậy bánh này với bánh này hả? Mèo bánh bèo, nó bánh bò, bánh chuối. Rồi gửi kia luôn nha. Bà chị chỉ nó không biết đường á. Bánh dây. Bánh này nè 5 ngàn nữa, tôi nói 5 ngàn đi. Ờ. Này bánh bèo phải không? Bánh bèo hết, cái bèo nhiều, cái bèo đậu. Cái bèo không có đậu. Đây đến bà đấy. Thôi tôi gửi 5 ngàn đó đi nha, chút ta lấy nha. Chút qua mua 5 ngàn đi, lấy gì bà. Thì gửi luôn. Cái bánh này gì, bánh bò. Cái mấy ngàn năm? Cái nhiêu? Ba cái 5 ngàn đó bán rẻ. Là cái 5 ngàn, cái 5 ngàn, ừ. Này 5 ngàn rẻ với ta lòi cái hộp luôn. Cái 5 ngàn cái này nữa luôn. Vậy là mỗi cái một mỗi cái 5 ngàn đó con lấy đi. Ừ. Lấy cái 5 ngàn lấy hết bốn thứ thôi. Cô để chung hay để riêng cô? Để riêng đi, hộp này nhỏ, hộp riêng. Bánh chuối thôi. Còn mấy là để chung thì lấy cái hộp bự. Ừ. Thôi để riêng đi ba hộp. Lấy tâm với găng. Để tâm quên. Ừ, để không có tâm ăn đó. Nè. Nói 5 ngàn. Bán nè, là chở là hết đó nha. Bán tôi 10 ngàn đi. Đủ bánh đi. Bánh
Rồi lấy bánh đó nữa hả? Dạ gì ơi, mua bánh gì vậy? Bánh chuối nữa, ở bánh bò nữa riêng rồi. Lấy bánh bò này 5 ngàn bạc nhớ. 10 ngàn đi, bánh bò này 10 ngàn. Dạ bánh bò này 10 ngàn. Mua bún hết thì hay hả? Ừ. Cái hạt mỏng thì mình lấy cái 10 ngàn lấy hộp bự á Dương ơi. Đó là hộp nhỏ đưa cho bà nào đây lấy hộp bự là bán. Bán cho ba miếng bánh bò lấy hộp bánh chuối, hộp bánh bò. Rồi lấy hộp bự ừ. Bự đừng mà ngàn. Đây ai lấy đi mình lấy đi. Dạ gì cho con gửi. Được rồi lấy bánh bò không? Cái này hộp nhỏ phải không? Hộp nhỏ bánh bò nè. Đây con bỏ vô bọc cho. Nè nè nè. Dạ gì mua cái gì vậy? Rồi sao mất tiền. 10 ngàn đó, đủ thứ bánh thôi. Đủ thứ bánh mà đáp đủ 10 ngàn. Đủ thứ bánh mà ăn đó 5 ngàn đó. Ngon đó. Thì nó giờ đợi nó hoài. Bự mà đứng cho ta. Không có cái bọc bự nữa Năm ơi. Giờ cái này em bọc chút 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 không? Đưa cho mà giấy cho bọc 20 ngàn đấy không thôi. 5 ngàn nè. Bỏ đâu nè, để tâm vô đi. Nè lấy tiền đi con. Dạ. Rồi cầm đi. Nè mấy cái này 20 ngàn. Thôi là 80 ngàn. Không có tiền thối không đưa tiền bự quá. Mới bán là giúp cho bà 5-3 miếng bánh bò nữa đi vô cho con. Để đổi đi. Để con xíu nha. Bé ngủ dậy nó ăn. Có 5 ngàn lẻ nè. Đó. Rồi nó phá bánh bò. Ừ đổi 80 đi. Ừ nó có tiền thối rồi. 6 ngàn. Vô 30 nữa. Rồi cảm ơn cô Năm luôn. 5 ngàn ta mới để mày lấy chưa lấy rồi chưa lấy bánh cái này cho gì bên đây nha bên đây phải không vậy gì ơi mua gì bánh chuối 5 ngàn bánh bò lấy tại 5 ngàn ba bánh bò đắt quá hết cái gì bánh bò ngon vậy hả bánh bò quyền không lấy nhiều rồi nha gì rồi con nghe dạ. Của tao đủ rồi đó nha dạ rồi cho con gửi rồi lấy lộn với bánh chuối rồi nè gửi chị luôn mà vậy lấy 2 miếng bánh bò luôn cái gì lộn với bánh chuối chung đi mà ngon nè hai cái bánh bò cái bánh chuối là 5 ngàn đó, lấy sao đủ 10 ngàn cho bạn. Thiếu hết rồi. Mua 10 ngàn hả chị? Hết bánh bò, còn bánh chuối, yếm đèo. Bánh này nấu nhà đó ha. Đặt. Dính gì? Ủa thì bán nha, hay cho. Bán con 5 ngàn, 5 ngàn con mua, nghe con mua. Có thể bánh bèo đi. Cái bánh bèo nữa anh. Ừ. Làm gì bà nổ nó nghe lại bà già trời. Nghe lại cho con gửi luôn. Rồi bà thu muối về. 10 ngàn, 2 bịch cũng tốt. Cô Hương ơi, cô Hương muối gì cô Hương? Mập bé quá. Cô Hương bảo gì kì á. Bán cho hai cái bánh bèo. Ủa, ở hai này nè. Dạ. 5 ngàn là 3 cái. Mua 5 ngàn đi. Mua 5 ngàn bánh bèo đi. Rồi cái này. Nè 5 ngàn cái. Rồi bán này 5 ngàn đi. Là 10 ngàn phải không? Vậy lấy hộp bự. Hộp bự đi. Mai anh. Mai anh à. Mặc cái ghét không? Ba, bốn, năm. Này bánh này năm là một bọc cốt. Ừ, cốt dư cho bà Hà và hai bọc luôn. Nghe rồi, ngon lắm không? Mày dơ bánh đèn. Bánh gì vậy? Bánh đèn. Bánh không? Bánh bò hết hả? Bò hết trơn rồi. Dạ. Còn bánh chuối, bánh bèo. Còn bánh chuối, bánh bèo với lại bánh bèo nè. Dì tiếp con đi. Mua đi. Bánh chuối với bánh bèo 5 ngàn coi. Chuối bánh bèo 5 ngàn coi. Đây lấy bọc nhỏ nè. Hai cái bánh, hai bánh chuối ha. Một cái bánh bèo. Dạ gì vậy? Mua bánh cái gì? Bánh bèo này đi. Dạ. Bánh chuối không cũng được nữa đi. Vậy bánh chuối thôi. Chuối không đi. Bánh chuối 5 ngàn mấy miếng. Dạ bánh 3 miếng. Ngàn 3 miếng. Bán rồi vậy bán bánh chuối còn bà hai hộp bánh chuối đi. Ông nội kêu gì kỳ cục. Ông nội kêu gì kỳ cục với con mua bánh lòng 200 ngàn luôn. Này bo luôn. Bo luôn giữ vàng lo luôn. Mua 10 ngàn hộp bự con. Hai hộp đi ha. Lắc lên coi nhìn nó đẹp lắm. Ừ thôi rồi. Ừ đưa tiền bự với
có tiền nhỏ nữa cho. Không có tiền thối. Mà thối có tiền nhỏ. Đổi đổi ba đi. Bán bây giờ có mấy xị vậy? Bán 3 miếng 5 ngàn này là không có lời nha. Chả có bán có 2 miếng 5 ngàn. Vậy hả? 2 miếng hả? Nó thiệt chứ bộ nó dốc không. Vậy hả? Đi bán 3 2 miếng 5 ngàn thôi ha, tiền viện á, tiền ở không, Dương ơi. Nó thiệt chứ không có nói dốc. Giỡn nó bán 2 miếng. Thấy 5 ngàn miếng bự nè mà bãi nó là ba mua 3 miếng rồi thôi bán theo. Lại hỏi ba kìa. Bả nói ba mua 3 miếng. Thôi chà, nó mà biết mà 3 miếng 7 ngàn. Mình nói đâu rồi đó. Vậy hả? 3 miếng là 7 ngàn. Vậy hả? Rồi. 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 Rồi cảm ơn luôn, nói được thì cảm ơn. Đâu đâu. Giờ bán 5 ngàn bánh bèo nữa đi. 5 ngàn bánh bèo. Ngày mua đem qua xong cho đó. Ăn. Rồi đem bánh cho cái đàn em đó, cho nó ăn. Đi chợ một cá qua điểm dỗ cũng đem cho nó. Nghe rồi. Bỏ nó không nó cốt rồi đi qua. Dạ ba mua nhiêu à? Mua gậu đó. Mua rồi. Ôi dưới cây này chị đâm đủng. Bỏ nó lấy cây nhóc của nó. Để nó lấy gì đó lấy. Cảm ơn ngài. Rồi thì nãy giờ hai hiếm cháo bén còn đậu nhiêu nè cô chú. Rồi bà Tư lấy nữa đi. Bà lấy bánh gì quên này. Bánh bèo hả? Bánh bèo nào bà Tư? Này nhỏ đi. Này nhỏ đang đang ới. Mua gì nữa hai? Mua bánh chuối đi rồi thiếu rồi để bánh bèo vô. Rồi, để cái bánh bèo vô nó đi chẳng 5 ngàn. Rồi vậy là về nha. Dạ. Này của ai? Cô đưa tay. Cô chị đó. Ừ, tưởng đâu đưa tay nữa chứ. Lấy 10 ngàn thôi 5 ngàn. 50 với 10. Mà chị nuôi 10 ngàn hả 5 ngàn. 5 ngàn thôi á, là 5 thối. Đọc. Dì ơi, dì mua cái gì vậy? Bánh rồi, mua 3 cái bánh đó nè. Dạ. Bánh bèo. Rồi thối 2 5 ngàn luôn. 3 cái 5 ngàn. Mua bắp nãy đóng không rồi, mấy bắp xuất. Ừ, 3 cái đó. Được chưa ăn? Ừ. Bánh bèo nó không rồi. Dạ, ba muối đi bà. Bỏ 3. Cái đó nó cốt không? Cái này dạ. Chị mới cốt thì em để thêm. Để thêm bọc đi. Ừ. Để mua 3 cái đi. Để mua bánh bánh nhóc kìa. Bánh này để chưa ăn? Để cái tâm vô. Để 2 cây tâm, 2 ăn bà ăn nha. Thôi 5 ngàn luôn. Con để chung. Cảm ơn nha. 3 ngàn. 5 ngàn đó nó có 1 ba. Cho hai cái bánh đó với hai cái bánh đó đi. Dạ. Yeah. Mua hết hộp dính rồi hả? Lấy vô. Tôi cũng mua rồi mà. Lấy hộp đó đi tiền Dương ơi. Để vô bọc. Ừ. Dạ gì muối với gì? Bánh đó đó, hai cái đó với cái bánh bánh. Dạ. Ừ. Gửi lưng này cô ba ơi. Mang cô ba nha. Cái này nó bị sức rồi. Bèo bánh chuối 5 ngàn. Ôi bèo. Cái này mình lấy nhỏ này mình lấy 3 cái chứ không? Không phải. Hai cái thôi. Vì gì hai kia là thấy 3 ngàn rồi. Dạ gì muối gì? Dạ bánh bèo này hay bánh bèo? Hai thứ đi. Dạ hai thứ. Cảm ơn chị. Rồi cây tẩm xin vô coi để thôi. Đợi cho ba nghe. Chị ba hai mua bánh gì? Bánh bèo 5 ngàn. Dạ ba cái 5 ngàn. Ba cái 5 ngàn đó. Còn cái này là 5 cái 5 ngàn. Mấy cho chị hai trước thì hai mua mấy ngàn, 5 ngàn nè. Bán này thôi thằng coi. Khoảng nhiêu? Khoảng 50 ngàn đó phải không? Bình dân. Khoảng 50 ngàn đi. Thôi đừng khách sáo quá, làm ơi lấy gì mua nè. Khéo con, khéo con. Dạ. Khéo con. Dạ. Cái này 10 ngàn. Cái này 10 ngàn. Mua 5 ngàn. Mua 5 ngàn hả? Để lại đi. Đây. Bán cho 8 đi. Ờ. Rồi con làm khác đi. 8 mua tới 10 ngàn lắm. Mày ơi, 50 mình. Ừ. Vậy thì lấy cái này cái gì? Ờ, lấy cái này chứ lấy lộn xộn đi.
thì bán cho 2-5 ngàn bánh bèo nữa kìa. 5 ngàn bánh bèo. Rồi. Nó văn nó nho nữa. Nó văn nó dĩ nè. Rồi thôi 40. Nó ăn bánh bèo mất hương. Nè đâm vô rõ ràng nè. Bán cho mình mỗi thứ 5 ngàn đi. Dạ. Đợi xíu nha. Bác hết kẹp rồi. Dạ gì muốn gì? Này cho chị Hai đi ha. Thôi tiền 5 ngàn. Chưa mà đưa để đây để đi ba thì con đưa chưa đưa bánh. Mà đưa bánh hết tiền. Cái này có ai? Cho bà này đi. Còn cái bà này ai đưa tiền à? Tôi đó. Rồi có dạ. Bánh chưa? Chưa. Bánh này phải không? Này có bà phải không? 5 ngàn được rồi. Rồi 5 ngàn chơi hợp bự luôn. Tôi lấy này hai cái lồng xộn lúc nãy. Gì hả? Hai cái lồng xộn mà. Ủa hồi nãy con làm. Rồi làm đưa lộn rồi đó rồi. Rồi lấy luôn lồng xộn luôn đi con. Ừ. Hợp bự dữ hả? Thứ một nè. Đứng cái bên. Trời ơi. 10 ngàn đây nè hai ơi. Đưa 5 ngàn đây cho tôi. Làm cho bà vậy ha. Ừ, bà nào cũng ngồi hối trước hết. Nè. Ôi, tôi đưa 1 ngàn chưa nốt nha. Ừ. Bán bà này 5 ngàn là bà ánh cho bà xong rồi. Bánh thứ một thôi. Nè. Cái hộp bự chứ hả? Tại nó vào hộp. À thôi đó. Sao không có hộp nhỏ này không có nắp nè. Tại á. Có dư rồi tặng cho bà đó. Trời ơi đưa tiền bự không ha. Có 45 ngàn. 30. 40. Nó sớm cho công nhân ăn đi làm. Cảm ơn hai luôn nha. Cảm ơn qua. Cảm ơn rồi. Bánh này, cái này 10 ngàn nữa hả chưa? Dạ 10 ngàn của chị. 10 ngàn đó. Lấy hết luôn hay gì? Ừ. Rồi hết ông đếm mà đếm nhiêu cái đếm cho bà bán. Mấy cái này nó bị nứt hết rồi. Đếm đi. Bỏ lại cho ai giờ? Đếm đi hai cái cỡ một cái. Dạ gì ơi hết rồi gì ơi. Dạ. Hết rồi, biểu lấy hết cho tôi đó. Rồi cảm ơn luôn nha. Dạ. Bà Mão, ơ bà Tư Mão hết rồi. Ừ. Mới đi lên đi lại thấy bán gì tôi mới đi lại đi. Gấp hết rồi bà đây, mấy cái này miễn phí cho bà hết đi. Chưa có bán gì nữa không? Để về suy nghĩ chứ hả? Để về suy nghĩ làm cái gì hả? Dạ rồi. Nhiều à? Dạ 15 ngàn. 15 ngàn. Dạ. Ờ, đừng để bịch nước cốt thôi. Bịch hả? Rồi thì còn... Bánh này nước cốt nhiều mới ngon bà. Để chơi bánh tăm ngon sao? Nó đã góp nhiều tặng tư đó chứ dạ. Ngừng bịch. Đang bịch phải không? Ờ. Rồi để này chưa mà nấu chè ăn. Đây rồi chứ con rồi gửi tư luôn. Mời ơn nghe tư. Ừ. Chưa thử có gì nữa mua lên. Rồi thì hai hiến cháo bán cũng xong rồi nha. Còn nửa cái còn cái bánh bèo nó bị bể nè. Ăn thử không chúng ta? Ăn thử đi. Thử ngon không? Nhưng là này phái bánh bò hay bánh bò ngon hết. Béo hả? Béo. Mày gấp kì gấp kì mà gãy cong luôn. Tư. Từ đầu bán cái nó hơi bị gói nha cô chú. Hơi bị lộn cộng. Uống bèo ngon quá nhà. Đến đây được nhiêu? Bèo béo kìa. Được 2 tấm 50. Bà tắm luôn ơi. Yeah, con tắm hả? Bà tắm mà rớt dưới 10 ngàn kìa. Ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục. Cái chục này nó 70 đi. 70 cái này 160 là 230. Bán lời được 30 ngàn. Bỏ tiền này ra đi, tiền này tiền này tiền thả thòi nữa. Ừ. Lời được 30 ngàn. Lời được 30 ngàn. Đủ đi mua được cái cục phở rồi đó. Đi.
Thì hôm nay hai hiếm cháu bán cũng lời được 30.000 nha cô chú. Video đến đây thì cũng xin kết thúc. Con cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye nha.